Tiếp theo, cấu trúc số 3 đó là Nikake te wa. Nikake te wa. Ví dụ chúng ta thấy là các gì nhỉ? Các chàng trai của chúng ta đã thi đấu rất là tuyệt vời đúng không nhỉ? Ở trong trận SEA Games mà đã giành được cái gì đấy, giành được cái huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử SEA Games bóng đá nam đúng không nhỉ? Thì chúng ta có thể nói câu là nói một câu đầy tự hào đấy là Karera wa saka ni kakete wa dare ni mo makenai, có nghĩa là họ ấy về bóng đá ấy, thì không có gì đấy, thì không có chịu thua ai hết đúng không? Trong trường này chúng ta không thể dùng nitsite được, bởi vì sao? Bởi vì nitsite ấy, đằng sau là những cái động từ nó mang tính chất là gì nhỉ? Dùng để tiếp thu hành động. À xin lỗi, không phải tiếp thu hành động mà là nhận thông tin đúng không nhỉ? Đấy, nhận thông tin ví dụ như là tìm hiểu, điều tra này. Đấy, rồi thì nghe họ nói, hỏi, vân vân, giải thích. Chứ còn động từ là không có thua ai như thế này thì nó không phải là cái như vậy. Do vậy các bạn sẽ không dùng nitsite hay là nikansite, mà trong trường hợp này ấy, muốn thể hiện rằng một cái đối tượng nào đó về một khoản nào đó là rất là giỏi, rất là đặc biệt thì các bạn sẽ dùng nikakete wa nhá. Ví dụ câu này là à họ về bóng đá ấy, thì chả có thua ai hết. Hay là gì đấy nhỉ? Một người rất là giỏi đúng không nhỉ? Đây một người Hàn Quốc rất là giỏi này, được 180 trên 180 N1, thì chúng ta cũng có thể nói câu là à về năng lực tiếng Nhật ấy, thì gì đấy nhỉ? Thì cô ấy không thua ai đúng không? Nihongo no ryoku ni kakete wa kanojo wa hijou ni suguretairu. À về năng lực tiếng Nhật ấy thì cô ấy rất là vô cùng là xuất sắc đúng không? Hoặc là có thể dùng là dare ni mo makenai cũng được, hay là các bạn có thể dùng là saiko no reberu cũng được, là cái level tuyệt vời nhất. Cái nào cũng được, miễn sao nó thể hiện cái sự xuất chúng, sự xuất sắc nhé. Về cái cách cấu thành mẫu câu này, nó sẽ là danh từ đi với nikakete wa, diễn tả ý giỏi nhất về điều gì đó, nhớ nhé, giỏi nhất về điều gì đó, và vế sau đi kèm với từ thể hiện năng lực kỹ thuật vượt trội hơn người. Thông thường nó sẽ là có những từ mà gì nhỉ, mà nó thể hiện cái điều là năng lực kỹ thuật vượt trội hơn người. Các bạn quan sát các ví dụ ở dưới này. Ví dụ đầu tiên, あの政治家は演説にかけては最高のレベルだ。Đây chúng ta thấy có từ psycho là cao nhất đúng không? Cái chính trị gia kia về khoản đúng nhỉ? Về khoản NZ, đây ở đây có cái từ đây là NZ không phải là NZ, các bạn lưu ý nhé, nó có thể là lừa các bạn cách đọc đấy. Mặc dù chữ thuyết bình thường đọc là setsume đúng không nhỉ? Nhưng mà trong cái này sẽ đọc là Z. Về khoản diễn thuyết ấy thì cái reberu, cái mức, cái level là cao nhất rồi. Đó, người này rất là giỏi về cái này thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu nikake te wa trong trường hợp như vậy. Câu số 2 này. Watashi wa yasui zairyo de oishii ryori o tsukuru koto ni kakete wa dare ni mo makemasen yo. Là gì đấy? À, tôi ấy về cái khoản đúng nhỉ? Đây chúng ta sẽ đây nhá, ngữ pháp của chúng ta đây. Nikakete wa. Tôi về cái khoản gì đấy, về cái khoản mà làm những cái món ăn ngon đúng nhỉ? Oishi ryori o tsukuru koto này, về cái khoản làm những món ăn ngon bằng các cái nguyên liệu giá rẻ ấy. Yasui zairyo thì dare ni mo makemasen yo, thì tôi không có thua ai đâu đúng không nhỉ? Thì đây chúng ta thấy cái dạng là không có thua ai thì cũng diễn tả rằng là người này rất là xuất chúng đúng không? Tiếp theo, câu số 3. Boru hakobi no umasa ni kakete wa Esenshu no migi ni deru mono wa inai. À chúng ta lưu ý nhá. Ở đây là có gì nhỉ? Có cái cụm nikakete wa về gì đấy? Umasa tính chính là viết chính là biến từ từ umai là tính từ đuôi y sang là độ giỏi đúng không nhỉ? Về cái độ giỏi trong cái việc bo được là quả bóng, hakobi là vận chuyển. Bình thường nó mang nghĩa là vận chuyển thế nhưng mà đây chúng ta dịch là đi bóng đúng không nhỉ? Đấy. À, về cái độ giỏi, về cái việc đi bóng giỏi á thì đây người ta dùng cái hình thức mang tính chất gọi là hơi quán ngữ đấy là gì nhỉ? Eshin no migi ni deru mono, cái người mà có thể đứng bên phải của đối tượng A. Thực ra thì nếu mà gì word by word thì nó là như thế, nhưng mà chính xác nó là gì nhỉ? Không ai đủ tuổi để sánh với tuyển thủ A cả. Không ai có thể so sánh với, không ai có thể bì được với lại cầu thủ A nhá. Thì cách này cũng là gì đấy? Cách này cũng là gì đấy nhỉ? Cũng là cái mà chúng ta cần lưu ý khi mà sử dụng mẫu câu này. Vế sau của nó nhá là những cái mà liên quan đến cái thể hiện cái năng lực kỹ thuật vượt trội, ví dụ như là gì đây nhỉ? Ví dụ như là psycho này đúng không? Psycho là rất giỏi này, hay là không chịu thua ai đúng nhỉ? Không ai sánh được này, hoặc thậm chí có một số cái từ khác thì nó không thể hiện
là mang cái tính chất nhất, nhưng mà nó dùng ví dụ như là sugureru này, sugureteiru đấy, chữ ưu trong từ ưu tú ấy, hay là gì đây nhỉ, hay là chữ yushu ưu tú nhá. Đấy, những cái này là cũng gọi là tạm chấp nhận được đúng nhá. Chứ còn nếu mà đằng sau là những cái bình thường ấy, là gọi là mama thực sự thôi, thì chúng ta không có dùng cái ngữ pháp nikake tewa này. Và các bạn lưu ý ấy, đấy là cái ngữ pháp này cũng khá là dễ gây nhầm lẫn, bởi vì là chúng ta có một cái ngữ pháp đấy là kara, kara nikakete. Kara nikakete có nghĩa là từ đâu đến đâu, nhưng mà cái phạm vi nó không mở, nó không rõ ràng như là karamade, mà nó là mang tính chất gì nhỉ, mang tính chất hơi hơi gọi là hơi mơ hồ ấy, đấy, nó không mở rộng ra, thì chúng ta sẽ sử dụng như thế. Ví dụ như là từ mấy giờ đến mấy giờ, ví dụ từ shichiji kara hachiji made, từ 7 giờ đến 8 giờ, nó rõ ràng một một như vậy thì dùng karamade. Thế nhưng mà từ đêm hôm nay đúng không, đến sáng ngày mai đúng nhỉ, thì nó rất là mơ hồ đúng không, thì khi đấy chúng ta sẽ sử dụng ni kara và nikakete nhá. Kara nikakete rất hay dùng trong dự báo thời tiết. Tiếp theo này, chúng ta có một ngữ pháp nữa, đấy là Nitsukete. Nitsukete, Nitsukete ấy, nó gần giống ngữ pháp Tabini hay là Veruto. Thế nhưng mà đằng sau nó nhấn mạnh là cái cảm xúc mãnh liệt, cứ mỗi lần đằng trước như vậy. Ví dụ này, gì nhỉ, Kono Utao, chúng ta có cái câu là cứ mỗi lần nghe bài hát này thì tôi lại nhớ về thời sinh viên đúng không. Kono Utao Kikuto, đúng nhỉ, Gakusei Jidai Omoidasu chẳng hạn, hoặc là Kikutabi ni. Thế nhưng mà nhấn mạnh khi mà đằng sau là những cái động từ mang tính chất là cảm xúc, tình cảm phát sinh ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng Nitsukete này là hợp lý nhất để thể hiện điều đó, mặc dù thì nó hơi cứng hơn một chút. Đấy là những cái mà các bạn cần lưu ý nhá, không nhầm với Nikakete wa, được chưa? Kara Nikakete và Nitsukete khác với Nikakete wa.